khi mà chuẩn xôi và biết lịch độ thai thì là khi những cảm xúc của anh là không tả được, nó rất chi là vui mừng và không điều gì là tả nổi với vợ chồng rồi. Biết tin là vỡ hòa khóc luôn nhé. Bé đầu tiên là năm 2008 và đến tháng 5 năm 2020 thì bắt đầu mình lên bệnh viện, qua cũng là qua bạn giới thiệu và mình trực tiếp lên đây và được bác sĩ chẩn đoán và phải điều trị thì bắt đầu hành trình đưa con từ đấy. Đến với bệnh viện thì mình cảm thấy có sự tin tưởng và trách nhiệm của bác sĩ là hết mình. Gia đình rất là tin tưởng và những cái hành trình thì nó tuy là nó có cái sự gian truân nhưng mà khi nhận được những cái kết quả thành quả là được cháu bé bây giờ là gần 2 tuổi rưỡi thì mình cảm ơn tất cả các đội ngũ bác sĩ ở đây. Khi nhận được cái tin vui là mẹ cháu bầu thì mình đã lúc ấy đã cảm giác một cái sự phúc đến với gia đình mình rồi và cố gắng mình chờ đợi trong 9 tháng đến ngày cháu chào đời thì lúc ấy bắt đầu mới cảm giác cái sự vui và là mình cảm giác nó chất thì hạnh phúc mà khó tả. Hôm qua đây thì mình cũng xin cảm ơn là tới đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đấy đã giúp cho gia đình của mình hôm nay có được sự hạnh phúc như ngày hôm nay. Mình chân thành cảm ơn và mong bệnh viện càng ngày càng phát triển. Đây thì cũng gửi lời gắn với các cặp nhóm muộn là tự tin kiên trì thì thành công sẽ đến với các bạn.